Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Vũ Hồng đang ở trên đường Kinh Dương Vương ha, ngay chỗ khu phố 3, phường An Lạc A, quận Bình Tân, ngay góc đường Kinh Dương Vương với đường Nguyễn Thức Đường ha cô chú anh chị bạn. Đó, khu phố 3 nha. Phía trước mặt Vũ Hồng là cái hướng đi về bến xe miền Tây á cô chú anh chị bạn. Đi về bến xe miền Tây có cái cầu vượt ngang ngang bến xe miền Tây đó cô chú anh chị bạn thấy không? Và cái hướng ngược lại cô chú anh chị bạn biết không, đường này là đường Kinh Dương Vương. Cái hướng ngược lại đi vô trong một bên cây gõ. Đó, ngay đó là ngã ba mũi tiền tàu Hậu Giang, ngay chỗ phía trước mặt Vũ Hồng là ngã ba mũi tàu Hậu Giang, đường Kinh Dương Vương chạy vô vùng bên cây gõ ha. Đó, ngay đó thẳng ngay đó là đường Hậu Giang, còn bên đây là đường Kinh Dương chạy vô Hồng Bàng, vô cầu vượt cây gõ nha. Đây là đường chính nối từ quận 5, quận 1 đi về hướng bến xe miền Tây và đi về An Lạc, đi về miền Tây luôn ha. Thì ở đây là góc đường Kinh Dương Vương với đường Nguyễn Thức Đường ha, Kinh Dương Vương với đường Nguyễn Thức Đường, khu phố 3, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, ở đây còn gọi là chợ Nguyễn Thức Đường ha. Thì mình sẽ giới thiệu cho cô chú chị bạn một cái căn nhà nằm ở trong đường Tạ Mỹ Dục. Đường Tạ Mỹ Dục là đường vuông góc với đường Nguyễn Thức Đường này nha. Đó, mình đi vô khoảng chừng 50m, chưa tới 50m thì mình rẽ bên trái gặp cái trường á. Bên phải là cái trường mầm non, bên trái là cái shop, cái cửa hàng trái cây lớn á. Mình rẽ trái vô là đường Tạ Mỹ Dục. Thì mình chạy thẳng vô là số 56 đường Tạ Mỹ Dục ha, 56B Tạ Mỹ Dục nha. Đó, đường Tạ Mỹ Dục sẽ vuông góc với đường Nguyễn Thức Đường này ha. Đó, mình đi vô khoảng 50m thôi, chưa tới 50m nữa. Thì bên tay phải á sẽ có cái trường mầm non đó, đây nè, đường Tạ Mỹ Dục phía trước mặt nè cô chú chị bạn thấy không, phía trước mặt mình là đường Tạ Mỹ Dục nè. Đó, đối diện với nhà khoa Như Lạc ha, đường này là đường Tạ Mỹ Dục nè ha. Đó, đường Tạ Mỹ Dục nè, mình rẽ trái là nhà mình nằm bên trái luôn nha. Đó, hướng ra ngoài nè ha. Đó, hướng ra đây đó chưa đầy 50m nha cô chú chị bạn, chưa đầy 50m ha. Rồi, ngay đây có một cái bảng chỉ là đường Tạ Mỹ Dục thì mình rẽ trái nha, nhà mình nằm bên trái luôn ha. Đi thẳng vô kia là chợ ha, khu này là khu chợ Nguyễn Thức Đường nha. Rồi, mình đi thẳng là qua khu dân cư An Lạc, khu dân cư Tên Lửa, cô chú chị bạn, mình đi thẳng đường này là tới nhà nè. Qua khỏi đường Bùi Hữu Viên. Nhà mình nằm bên trái nha cô chú chị bạn, đường thông qua luôn ha. Đó, căn nhà mình ngay đây nè, bên trái nè. Đây nhà mình đây ha. Đó, 56B đường Tạ Mỹ Dục ha. Rồi, thông tiếp qua luôn nha. Thông qua đây luôn cô chú chị bạn ha. Đường này thông qua khu dân cư Tên Lửa nè. Ra tới đường Nguyễn Thức Đường ha. Rồi mình chạy ra ngoài ha. Rồi tới đầu ngoài là khu phố 3, đầu cổng khu phố 3 này ha. Rồi rẽ phải là về bến xe miền Tây, rẽ trái là về dòng xe Vũng Tàu Phú Lâm á.